Quỳnh Trần Chibi được dân mạng biết đến qua các clip ăn uống. Ở mỗi tập phát sóng lại là một món ăn khác nhau. Món nào của Quỳnh cũng khiến fan chảy nước miếng khi xem. Mới đây, Quỳnh Trần ra mắt vlog mới. Được biết, cô đầu tư tiền triệu mua toàn bộ những món ăn quê nhà. Nhìn món ăn được đặt trên bàn ăn đã khiến fan la ó ầm ĩ vì sự hấp dẫn của mâm ăn vặt không thể cưỡng nổi. Được biết, thay vì sân hào hải vị đắt đỏ như tôm hùm, cua hoàng đế thì lần này lại là món ăn dân dã và khá quen thuộc với người dân Việt Nam. Mâm trái cây lần này bao gồm các loại quả chua nổi tiếng ở Việt Nam như khế, ổi hay me, được chấm với mắm ruốc cay cay ngọt khiến người xem chảy nước miếng. Ngoài ra, Quỳnh Trần còn tiết lộ mâm trái cây bạc triệu khiến nhiều người phải ngạc nhiên về sự đắt đỏ quý hiếm ở đất nước mặt trời mọc. Cô tiết lộ ở Nhật rất hiếm khi được nhìn thấy, một trái khế có giá 250 yên, tính ra là 50.000 đồng. Ngoài ra, mâm trái cây này có giá đắt đỏ lên đến 1,4 triệu đồng mà không phải lúc nào cũng có. Vị chua thấm vào vị giác khiến Quỳnh Trần phải thốt lên, cắn vô mà nó thấm chua rúng động. Không chỉ hay thưởng thức những món đồ ăn cao lương mỹ vị, Quỳnh Trần còn thường xuyên tìm những món ăn dân dã, đặc sản và chỉ có ở Việt Nam để làm vlog review đến mọi người như một sự nhớ nhung của người con xa xứ về quê nhà.